Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ ngành, đơn vị về thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước và nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Cuộc họp này nhằm đánh giá toàn diện về vấn đề nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước, đồng thời bàn giải pháp nhiệm vụ tiếp tục triển khai bài bản khoa học kịp thời hơn nữa trong vấn đề chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương chính sách của chính phủ đều nhất quán, quyết liệt, tích cực. Vì thực hiện phải đảm bảo an toàn khoa học hợp lý, hiệu quả, tổ chức thực hiện phải đồng bộ, thông suốt, liên thông, mang lại hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu, đến ngày 15 tháng 12 này, phải kết thúc cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người 18 tuổi trở lên, tính toán xác định đối hướng tượng cần phải tiêm mũi 3, tính toán khi nào hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, khi nào bắt đầu tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, vì không phải loại vaccine nào cũng tiêm được cho trẻ em như hiện nay.